Hiện nay để có thể ủng hộ Thành Hòa thì các bạn có thể đến với tiệm ăn vặt Sói Ca với menu cực kỳ hấp dẫn với các món ăn là bắp rang bơ nè, bánh tay heo nè, da heo chiên giòn và cả khoai lang sấy nữa. Và để liên hệ đặt hàng thì các bạn có thể vào bất kỳ video nào trên kênh của mình và ấn vào phần mô tả có nút hiện thêm nè, kéo xuống mục mua đồ ăn vặt Sói Ca để ủng hộ Thành Hòa. Liên hệ thì các bạn có thể liên hệ Facebook cá nhân của mình hoặc là Facebook cá nhân của bà chủ kênh là vợ mình á, và ship COD toàn quốc nha mọi người, free ship đơn hàng trên 300k. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất là nhiều luôn. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Đội tiếng Anh là chà đội này ngon ha. Raheem Sterling, Harry Kane, Mount, Lampard, Milner, Declan Rice, Luxor, Carragher, Johnston, Walker, Wickford. Tên siêu mà vô thấy sao vậy? Siêu mà đội tiếng Anh này, siêu đội tiếng Anh. À, cánh trái sẽ là sự xuất hiện của, nếu mà làm này team đội tiếng Anh hiện tại này không có là Lampard đâu hiện tại đúng không? Lampard, Carragher đâu hiện tại đâu. Cánh trái sẽ là sự xuất hiện của Lingard LOL nha, Lingard LOL cánh trái. ST sẽ là con Rooney LN. CAM sẽ là sự xuất hiện của Harry Kane. Cánh phải sẽ là sự xuất hiện của Saka 22 test. Và cặp CDM sẽ là Declan Rice 22 test và con Bellingham 22 test. À, cặp CB của đội tiếng Anh sẽ là con Ferdinand LN với lại con hàng nữa là con hàng Campbell Tomori Spotlight. Tomori Spotlight. Tính lương thử nha, cánh phải sẽ là sự hiện của Lingard LL một lương, là Rooney LN bằng lương. Saka 22 test tăng thêm một lương nữa, hai lương. Harry Kane 22 test tăng thêm hai lương nữa là bốn lương. Bellingham tăng thêm một lương nữa là năm lương. Declan Rice tăng thêm một lương nữa, phải Declan Rice như 24 lương rồi. Rice tăng 4 lương, tăng thêm một lương nữa 6 lương. Ferdinand LN tăng thêm 2 lương nữa là 8 lương. Campbell Icon tăng thêm 3 lương nữa là 11 lương, thiếu 11 lương tất cả đúng không? 11 lương này nên giảm lúc so mù lai vào đây, giảm lúc so mù lai vào đây được 6 lương nè. Giảm thêm con Walker mù lai vào đây nữa được thêm 7 lương là đủ luôn, lúc so mù lai. Và con Walker mù lai được 8 lương đúng không? 7 lương, 7 lương, vậy là con này còn có con lúc so TT vẫn được, con lúc so TT cũng được. Lingard LL, Rooney LN, Saka 22 test, Harry Kane 22 test, Bellingham 22 test, Declan Rice 22 test, Luxor TT, Ferdinand LN, Campbell Icon hoặc là Campbell FA cũng được, và con Walker mù lai, Bigford giữ lại, Bigford lại. Bigford này hơi, ủa Bigford có mấy 85 hả? Ủa? Ôi gì sao Bigford này bỏ luôn, đổi sang con Zohat nha, tương đương lương mức lương 17 cũng được, Zohat vào đây. Bigford nói, ủa? Tôi tưởng con Bigford này cao lắm chứ, tôi thấy trong ngoài đời cao lắm mà. Có mấy tâm ta 85 à? Ôi người lùng à, thế giới người lùng. Thế giới người lùng. Phút 5D. Các bạn chưa Thanh Hiền nha, check lại với mạng Asun mới còn dư 500 tỷ luôn hả? À. Đã mày mua rô béo luôn còn dư 500 tỷ luôn à. Ok Thanh Hiền nha. Ok Thanh Hiền. À. Ôi tim cáp à, tim cáp. Ôi tim cáp lò ra Quế Ngọc Hải đây nữa vậy. Ok vậy, team cáp bây giờ là một team rất là ngon nha. Bây giờ team cáp bây giờ đủ 10 cáp không? 10 cáp luôn nè, 10 cáp luôn ha, có Gullit. Ồ, team cáp này đừng đá Gullit ST. Eusebio, có Eusebio luôn. Eusebio, Shevchenko, Son Heung-min, Nedved, Ruud Gullit, Steven Gerrard nha. Steven Gerrard sẽ là cặp CDM với lại con Gullit. Không, đừng đá Vidic. Mandini, Ferdinand. Mandini nha, Mandini, Ferdinand. Lương, tôi nghĩ lương chắc không thiếu đâu. Ở đây là Quế Ngọc Hải à, cũng được chứ ha, Quế Ngọc Hải cánh phải chứ. Quế Ngọc Hải cánh phải không? Quế Ngọc Hải luôn ảo vậy, Quế Ngọc Hải cánh phải. Cánh trái là Mojica cũng được, để Quế Ngọc Hải đá luôn, đẹp. Từ từ nha, để tôi tính thử xem, còn tính lương được không? Không thiếu đâu, tôi nghĩ không thiếu đâu. Còn Eusebio vào đây, Eusebio có 25 lương, 24 lương à, dư được 2 lương luôn. Shevchenko, Somi, Nedved, Guerra 25 lương, tăng thêm 2 lương. Là 2 lương là quê rồi nè. Còn Gullit 26 lương đúng không? 3 lương, thiếu 3 lương. Ồ thiếu 3 lương ta. Thiếu 3 lương bắt buộc phải giảm Quế Ngọc Hải lại. Ờ Quế Ngọc Hải giảm lại. Đủ không ta? Ồ cáp có nào lương 10 được nha. Elso vào đây thiếu 2 lương nè. Còn Guerra vào đây, Guerra cáp. Guerra cáp như lương 25, tăng thêm 2 lương. Hai lương quê, con Gullit vào đây thiếu 3 lương, thiếu 3 lương đang có sẵn 1 lương, thiếu 2 lương đúng không? Thiếu 2 lương.
LBRB có mùa cáp con nào lương 13 không ta? Cha LBRB cáp không có con nào. Mày khò không có cruise cáp à? Ô cáp không có con nào lương 13 cả anh em à. Nào lương 13 luôn hả? Không có ai lương 13 luôn, phải là lương 15. GK có con nào cáp không lương 13, lương 15 không? Con Usan nè. Có Usan. Mà lừa lùng quá vậy. Usan lùng mấy 88 à. Khó nha. 10 cáp à, tìm đẹp ra. Con Ulit vào đây thay Mathos ra, thiếu hai lương đó, còn thiếu hai lương. Hai lương này. Hai lương này con GK có nào lương 17 không? Ở Stake Land Book nè, ở có Stake Land Book này cũng được nè. Stake Land Book thay con Mandasa đi lương 17, giữ con Quế Ngọc Hải lại được. Manini bao nhiêu lương? Manini chắc không dùng Manini được rồi, phải dùng Vidic thôi. Manini đương nhiên nhớ là lương 24 thì phải. Lương 24 lần. Manini lương 24 lần, thiếu một lương nữa. Stake Land Book lương bao nhiêu? Lương 17 giảm được hai lương là đủ cho Gulit vào đây luôn á. Vậy là Vidic Phơ Đăng thôi. Vidic Phơ Đăng. Eusebio, Shevchenko, Somin, Nedved, Steven Gerrard, Ruud Gullit, Quế Ngọc Hải, Vidic, Fernand, Ezebo và Stake Lenbuk cũng là thủ môn Hà Lan. Portugal, Bồ Đào Nha. Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Diogo Jota, Nuno Mendes, Matheus Nunes à, con này cũng được ha. Renato Sanchez à, Nuno Mendes, Ruben Dias, Bebe, Cancelo, Rui Patricio. Hàng công chưa ngon lắm. Bồ Đào Nha này rất là yếu ở cái hàng phòng ngự, cái hàng CDM đó yếu cho nên ráng bung lên cho hàng công đỉnh luôn là được. Ronaldo World Cup đẩy con này lên CF luôn. CF sẽ là sự xuất hiện của Eusebio. À ông này chơi quân Bồ Đào Nha hiện tại à. Thôi Bồ Đào Nha đỉnh đi, Bồ Đào Nha hiện tại quá lắm. Bồ Đào Nha hiện tại quá lắm. Ronaldo World Cup, Eusebio, LNCF. Cánh phải sẽ là sự xuất hiện của Liao 22 test. Cánh trái là Diogo Jota 22 test. Cặp CDM sẽ là Matheus Nunes này được nè, với lại con hàng Cancelo 22 test. Ruben Dias phối hợp với lại BB cũng được. BB gọi BB ra con hàng Ruben Dias, BB được, cặp này giữ lại. Cánh trái đầu tính lương xem có tính được cánh kia. Ronaldo World Cup vào đây 27 lương, thiếu một lương. Và Eusebio LN đây, Eusebio LN 26 lương, thiếu 3 lương. 3 lương cộng 1 lương là 4 lương. Rafael Leao 22 test bằng lương. Diogo Jota 22 test. Diogo Jota, Jota này 25 lương, thiếu 5 lương. 5 lương cộng với lại con này 1 lương là 6 lương, 6 lương cộng với lại 3 lương là 9 lương. 9 lương nữa không? Con Cancelo 22 test vào đây. Cancelo 22 test 23 lương, thiếu 5 lương nữa. 5 lương cộng với lại 9 lương là 14 lương. 14 lương. Ở đây cũng như 1 lương, còn thiếu 13 lương đúng không? Thiếu 13 lương. 13 lương giảm về. Con Cancelo chắc chắn phải đổi rồi, giảm về con Nelson Semedo 7 lương đủ luôn, đủ 13 lương. Nelson Semedo vào đây thôi. Nelson Semedo mùa lai. Nelson Semedo mùa lai. Rui Patricio cũng được. Ronaldo World Cup, Eusebio LN đẩy lên CF. Cánh trái sẽ là Diogo Jota 22 test. Cánh phải là Rafael Leao 22 test. Matheus Nunes, Cancelo 22 test. Nuno Mendes, Ruben Dias, BB và Nelson Semedo mùa lai. Rui Patricio 230 lương. Đúng luôn ha. 230. Các Eusebio BTB cũng được, Eusebio BTB cộng 5 cũng được, cho đẩy vào, cho đẩy vào, đẩy lên đây.